Trung tâm CBBS xin kính chào toàn thể các bạn. Trong nội dung của video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng lệnh counter và lệnh timer để giải quyết bài tập số 2 là viết chương trình điều khiển một cái động cơ chạy on-off theo thời gian. Nhấn nút start thì động cơ chạy 10 giây, ngừng 5 giây. Đó, chu trình cứ thế là tiếp tục. Đếm đủ 5 lần thì cho ngừng hẳn động cơ nha. Rồi, bây giờ các bạn mở phần mềm Tia Bột Tô lên. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chương trình con để mà lập trình. Chứ mình không lập trình trong cái chương trình chính là khối main nữa, mà bạn tạo ra một cái chương trình con. Add new block. Rồi, thì chương trình con là khối FC nè. FC là một khối chương trình con. Ha. Thì khối FC này á, là mình sử dụng khi nào? Có nghĩa là trong một cái hệ thống nó chia ra làm nhiều khu vực, thì mỗi khu vực thì mình sẽ thực hiện, mình sử dụng một cái chương trình con để mình lập trình cho cái khu vực đó. Chia ra nhiều khu vực thì những cái thiết bị nào nằm ở khu vực A thì mình vô cái chương trình con của khu vực A mình lập trình. Những thiết bị nào nằm trong khu vực B thì mình vô khu vực B mình lập trình. Ví dụ như là mình lập trình cho một cái khu những cái cụm bơm hóa chất thì mình sẽ tạo ra một cái function lock, và những thiết bị nào trong cái cụm bơm hóa chất đó thì mình vô cái function, cái chương trình con của cụm hóa chất đó mình lập trình. Hoặc là khu máy thử khí chẳng hạn, thì mình sẽ những cái máy nào liên quan có máy thử khí thì mình sẽ vô cái chương trình con của máy thử khí mình sẽ lập trình ha. Thì với ví dụ như ở đây trong cái bài tập này tôi sẽ tạo ra một cái chương trình con, đặt tên là bài tập 2 đi ha. Bài tập 2. Chọn FC và chọn bài tập 2. Ok. Đó thì cái này là một cái chương trình con nè. Thì để gọi cái chương trình con ra chạy á, thì bạn vào chương trình chính, bạn kéo cái chương trình con ra, kéo vào chương trình chính để mình gọi cái chương trình con ra chạy nha. Rồi bây giờ mình chỉ việc vào cái chương trình con lập trình thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ lập trình cho cái bài này. Yêu cầu là nhấn nút start động cơ chạy nha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái nút nhấn start đi nha. Start. Đó, start click phải định nghĩa là một global input là cái ngõ vào. Đó, rồi tiếp theo là mình sử dụng cái điểm thường đóng để mình thực hiện stop. Nhấn stop ngay đây. Global input 0.1 là stop. Rồi, cái này là tiếp theo mình đưa ra một cái bit trung gian trước đi ha. Bit trung gian. Bit trung gian thì mình khai báo nằm trong cái vùng nhớ là global memory. Ok ha. Rồi, mình duy trì cho cái nút start này ha. Nghĩa là khi nhấn nút start thì bit trung gian có điện. Tiếp điểm của bit trung gian này duy trì nút start, có nghĩa là khi mình không còn nhấn nút start nữa thì dòng điện nó vẫn theo đường này nó đi cấp cho cái bit trung gian, cho đến khi mình nhấn nút stop thì bit trung gian mới mất điện nha. Rồi khi bit trung gian có điện thì mình sẽ cho động cơ chạy nha. Bit trung gian có điện rồi mình sẽ cho động cơ. Động cơ là một cái ngõ ra Q ha. Ngõ ra global output là Q 0.0. Rồi. Thì động cơ này mình muốn nó chạy 10 giây thôi thì mình phải đấu song song với một cái timer. Timer on delay, T on. Đó, đặt tên là timer 0 đi ha. Timer 0. Ok.
Đặt là 10 giây thì gõ là 10S. Rồi sau 10 giây thì nó sẽ ngắt động cơ ra, cho nó dừng. Sử dụng cái, ở đây mình sẽ gắn một cái ngõ ra là T0Q, ngõ ra T0 gạch dưới Q, mình gắn ngõ ra đây. Đó, là một cái bit trung gian thôi. Global memory. Đó. Thì sau 10 giây thì bit trung gian T0Q này có điện, nó sẽ ngắt động cơ, cho dừng động cơ nha. T0Q cho dừng động cơ. Và đếm thời gian dừng nha. Lấy cái T0Q này, T0Q này cấp điện cho một cái timer đếm thời gian dừng. Đó. Là T on. Đây, đặt là timer 1 nha. Đặt là timer 1. Timer 1 này làm nhiệm vụ là đếm thời gian dừng. Thì thời gian dừng là 5 giây nha. Thời gian dừng là 5 giây, 5S. Đó, và mình sau 5 giây thì nó sẽ xuất ra một cái ngõ ra là T1Q. T1Q. Rồi, sau 5 giây rồi thì mình sẽ cho động cơ chạy lại. Mà muốn động cơ chạy lại á, thì mà muốn động cơ chạy lại thì cái tiếp điểm này á, T0Q nó đang tác động, do đó nó hở ra. Mà muốn động cơ chạy lại thì T0Q phải thôi tác động. Mà T0Q phải thôi tác động thì timer này phải mất điện. Timer này mất điện thì T0Q mới T0Q mới 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 thôi tác động được nha. Timer mất điện thì T0Q sẽ mất điện. T0Q mất điện thì cái tiếp điểm này nó sẽ thôi tác động, nó quay về cái trạng thái thường đóng lại. Thì động cơ mới chạy lại được ha. Mà muốn vậy, muốn timer không mà mất điện á, thì phải dùng cái ngõ ra của timer 1 nè, là T1 ngắt cái T0Q ra. Cái timer không nha. Dùng cái T1Q nè. Ngắt cái timer không ra nha. Ngắt timer không ra thì khi đó timer không sẽ mất điện. T0 mất điện thì T0Q sẽ mất điện. T0Q mất điện thì T0Q này đóng lại, động cơ chạy lại ha. Đồng thời T0Q mất điện thì T1 timer 1 cũng mất điện. Timer 1 mất điện thì T1Q mất điện. T1Q mất điện thì T tiếp điểm này đóng trở lại để timer này đếm thời gian hoạt động trở lại cho cái động cơ này ha. Và cái chu trình cứ thế tiếp tục nha. Đếm thời gian lại thì sau 10 giây thì T0Q lại có điện, thì hở tiếp điểm này ra, động cơ dừng. Đồng thời đóng tiếp điểm này lại, T timer 1 có điện trở lại, đếm thời gian dừng. Đó, chu trình cứ thế lặp đi lặp lại ha. Rồi bây giờ mình chạy thử cái chương trình này thử coi là cái động cơ này nó chạy on 10 giây, off 5 giây không đã. Rồi sau đó mình sẽ thực hiện cái tính năng là chu trình lặp lại 5 lần cho dừng hệ thống ha. Rồi thì mình sẽ, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chạy simulation luôn ha. Start simulation lên ha. Bạn start simulation lên. Ok. Rồi, các bạn start on lên nha, finish. Thì lúc bây giờ là con PC sim này nó đang ở chế độ run, thì có thể mô phỏng được rồi ha. Thì các bạn có thể là nhấn cái nút monitoring lên ha, để giám sát trạng thái hoạt động của nó. Đó thì hiện tại là nó đang chúng ta đang chạy trong cái chương trình con này ha.
Thì để cái chương trình con này hoạt động được á, thì trong cái chương trình chính mình phải gọi cái chương trình con ra chạy thì nó mới chạy. Nếu như không có cái đoạn chương trình này á, không có gọi cái chương trình con ra chạy thì bên trong này không thể nào mà nó có cái đường xanh này được nha. Nó không có thể đường đường xanh này được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ start ha. Mà chúng ta biết rồi, khi mà muốn start á, thì chúng ta không thể modify cái ngõ vào những cái ngõ vào phần cứng này, ví dụ như là y0.0, y0.1, đó là những cái địa chỉ ngõ vào phần cứng, do đó chúng ta không thể nào mà cho nó lên một được các bạn ha. Rồi mà chúng ta phải đổi sang bit trung gian, thì để đổi sang bit trung gian có thể chúng ta sử dụng một cái biến, một cái tag khác, hoặc là mình revise ha. Revise tag biến start này mình giờ mình không thích là địa chỉ là m là y0.0 nữa, mà chúng ta sẽ thay bằng m 10.0 chẳng hạn ha. Change đó, và stop này mình revise lại thành cùng nhớ trung gian m 10.10.3 chẳng hạn ha. Đấy. Rồi sau đó mình tiếp tục mình download chương trình xuống. Thì khi đó bạn có thể là modify lên một được ha. Nhấn và lên một rồi cho xuống không lại. Đó, bit trung gian có điện thì động cơ sẽ chạy và đếm thời gian cho động cơ chạy là 10 giây. Sau 10 giây động cơ dừng, đó, thời gian dừng đang hoạt động. Timer đếm thời gian dừng đang hoạt động. Sau 5 giây thì nó ngắt này ra. Đó, thì động cơ này hoạt động trở lại. Đó. Sau 10 giây dừng. Đấy, đếm thời gian dừng. Đó, sau 5 giây động cơ chạy lại. Đấy. Như vậy là cái chu trình chạy 10 giây, dừng 5 giây đã ok rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện cái yêu cầu tiếp theo là đếm đủ 5 lần cho ngừng hẳn động cơ. Đó. Thì đếm đủ 5 lần thì chúng ta sẽ khi mà hết một chu kỳ á, thì cái T1Q này nó sẽ tác động thì mình sẽ sử dụng cái T1Q. T1Q này mình sẽ kích vô một cái counter đếm tăng CTU. Đó. Đặt tên là counter 0 đi ha. Tên là counter 0. Rồi thì 5 lần thì mình đặt ở đây là số 5, BW là cái giá trị cài đặt là 5. Đấy, sau 5 lần thì mình sẽ out ra một cái biến là C0 C0Q. Out ra một cái biến là C0Q. Sử dụng một cái vùng nhớ trung gian global memory. Đó. Rồi. Thì đếm đủ 5 lần ngõ ra C0Q này sẽ có điện, thì nó sẽ muốn động cơ dừng thì mình sẽ ngắt luôn cái bit trung gian này luôn. Bit trung gian này mà mất điện thì ở phía sau này sẽ mất điện luôn. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái C0Q mà đặt ở đây tường đóng nha. Rồi muốn chạy lại thì phải nhấn nút start, mà khi nhấn nút start á thì phải tiến hành reset cái counter lại nha. Tiến hành reset counter lại có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái nút start á, là mình reset counter luôn ha. Nút start thì ở đây đó. Reset counter thì lúc đó cái tiếp điểm này nó mới đóng lại được ha. Tiếp điểm này đóng lại thì khi đó là bit trung gian mới có điện trở lại được. Rồi chúng ta sẽ tiến hành download chương trình xuống. Ok ha. Rồi hiện tại là counter đang một lần ha. Thì bây giờ mình để cho nó chạy đến 5 lần đi, nó sẽ dừng nha. Mỗi lần thằng này tác động nè. Đó, nó đến 2 lần, lần thứ hai rồi đó các bạn. Ba, bốn, năm, tức là 3 lần nghe không? Lần thứ tư này.
Đó, đang lần thứ tư và chuẩn bị lần thứ năm là lần cuối cùng. Đó, động cơ này chạy rồi ha, đang động cơ chạy lần thứ năm. Đó, và khi nó dừng xong, khi nó thời gian dừng xong thì nó mới kích cái counter. Đó. Đó, thì khi đó counter nó tác động. Đó. Counter tác động thì động cơ này không thể chạy được, chạy lại được, tại vì cái bit trung gian này nó đang mất điện rồi. Bây giờ muốn chạy lại phải nhấn nút start lại ha, cho lên 1 và xuống 0 lại thì nó mới chạy lại được. Khi đó bạn thấy là cái giá trị counter nó reset được không? Rồi, bài học hôm nay dừng đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.